Hello, xin chào các bạn. Sau một cái thời gian trải nghiệm thì mình có thể khẳng định với các bạn rằng Santo Côn Linh của Ignivilo chắc chắn sẽ trở thành quốc dân mới vào năm 2024, thậm chí rằng có thể là 5 đến 10 năm về sau. Và video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau giải mã về Santo Côn Linh của Ignivilo. Có thể mình sẽ mang thêm những cái mùi như là Amoa Meander, cũng là một trong những mùi đàn hương mà mình cũng đã rất khen. Thậm chí rằng chúng ta có thể nhắc tới Le Labo Santo Baba ở cùng phân khúc giá với nó, xem rằng liệu Santo Côn Linh có thể sánh vai và có thể thay thế được cái độ hot hit của Santo Baba trong khoảng tầm 3 đến 4 năm vừa rồi hay không. Thì video này chúng ta cùng nhau giải mã. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói qua về nốt hương chủ đạo ở Santo Côn Linh, đó chính là đàn hương. Đàn hương thì được xếp trong nhóm gỗ, và các bạn cũng có thể thấy được rằng là gỗ là một nhóm hương đã khai thác từ rất lâu ở trong ngành công nghiệp nước hoa. Và đa phần thì gỗ được sử dụng trong những sáng tạo của nam giới. Chúng ta có thể thấy là út, vetiver, chúng ta có thể thấy cedar, chúng ta có thể thấy rất nhiều những cái nhóm mùi gỗ đã được khai thác. Nhưng có một cái mà mình cũng đã đọc qua nhiều bài báo viết rằng đàn hương là một trong những loại gỗ có thể đại diện dành cho nữ giới. Có nghĩa rằng là đàn hương nó sẽ mang tới một hình ảnh rất là trong trẻo, có gì đó mềm mại và có thể đứng ở cái phân khúc giữa, kiểu giữa nam và nữ. Và nó cũng có thể thể hiện được một cái sự hiện đại. Đó cũng là lý do vì sao trong khoảng tầm 2 đến 3 năm đổ lại đây, những sáng tạo về đàn hương càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là khi mà đàn hương được mix cùng với vanilla. Các bạn có thể nhìn sáng tạo trong năm 2022 và 2023. Và thêm một cái nữa, đó là ít nhất mỗi một nhà hương họ đều có một sáng tạo về đàn hương. Thì có gì thì mình sẽ làm một thêm một cái số nguyên liệu về đàn hương để các bạn có thể tham khảo thêm những sáng tạo hay ho, cũng như là biết thêm về nguyên liệu gỗ đàn hương ở trong nước hoa. Nói về gỗ đàn hương, đặc biệt là những sáng tạo mà có thể mang cái tính đại chúng ở Việt Nam, thì chúng ta chắc chắn phải nhắc tới Le Labo Santo Baba, đúng không? Santo Baba thực ra nó đã ra mắt ở đâu đó hơn chục năm rồi, nhưng mà nó được biết tới ở thị trường Việt Nam rộng rãi có lẽ là khoảng tầm những năm 2018-19, và nó rộ lên vào khoảng tầm những năm 2020 trước cái thời điểm Covid. Và những người mang tầm ảnh hưởng như kiểu là những diễn viên, những ca sĩ, họ chụp những cái chai nước hoa Le Labo. Và lúc đó ở thị trường Việt Nam thì cái xu hướng dùng nước hoa bắt đầu nở rộ. Họ nhìn thấy những chai nước hoa trông như những cái lọ hóa học dán và đánh số, trông rất rất lạ. Và Santo Baba được rộ lên từ đó. Và các bạn cũng có thể thấy rằng trong cái thời kỳ mà những năm 2020-2021 ấy, thì mỗi khi đi ra đường, từ quán trà đá cho đến kể cả trung tâm thương mại, quán bar, bắp hay những nơi cực kỳ xịn sò, khách sạn 5 sao, đâu đâu các bạn cũng đều có thể ngửi thấy mùi hương của Santo Baba. Không quan trọng là thời tiết, không quan trọng là gu thẩm mỹ, gu thời trang ra sao, họ sẵn sàng mặc lên Santo Baba. Thậm chí rằng mình còn nhìn thấy có nhiều cô gái trông vô cùng nữ tính, tiểu thư, mặc những chiếc váy rất là kiểu bánh bèo, nhưng mà lại tỏa lên trên người mình một mùi gỗ có phần rất cá tính, mạnh mẽ và gai góc như Santo Baba. Thì đấy cũng là một cái mà mình rất là kiểu tò mò, tại sao mà cô ấy có thể tự tin mặc được một cái mùi hương nó không phù hợp lắm. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng có thể thấy một điều rằng đó chính là cái sự thành công của Santo Baba nói riêng và của thương hiệu Le Labo nói chung ở thị trường Việt Nam nó đã cực kỳ mạnh mẽ. Thế nên là bây giờ các bạn ra đường thì có thể là ít thấy Santo Baba hơn, nhưng mà các bạn chỉ cần tua ngược vào cái thời kỳ trước Covid thôi thì đâu đâu cũng có thể thấy Santo Baba. Không tin nữa, hỏi thử những người đã dùng nước hoa khoảng tầm 2-3 năm thôi là các bạn sẽ hiểu. Quay trở lại với nhân vật chính, đó chính là Ignivilo Santo Côn Linh. Vâng, Ignivilo thì cho ra mắt Santo Côn Linh vào khoảng tầm năm 2022, nhưng mà từ một cái nước Pháp rất là xa xôi. Cái thời điểm đó cũng là một cái thời điểm đặc biệt, đó là sau Covid. Thì cái xu hướng sử dụng cũng như là sinh hoạt, thói quen là gần như của con người đã thay đổi hoàn toàn sau cái quá trình mà cách ly cộng đồng.
Nên là những cái vai trò của mùi hương cũng được đề cao hơn. Chúng ta thường có xu hướng là sử dụng những cái nhóm mùi nó nhẹ nhàng hơn, nó an toàn hơn, nó nịnh mũi chính bản thân nhiều hơn, thay vì là làm chiều lòng số đông. Thì Santo Colling được ra mắt vào thời điểm mà hậu Covid, gần như kết thúc của Covid. Nhưng mà vì một đất nước rất xa xôi, thế nên là vào tầm cuối năm 2023, tầm giữa năm, thì Santo Colling mới bắt đầu cập bến ở thị trường Việt Nam, cũng bắt đầu tạo nên một làn sóng, một cái sự so sánh với những chai nước hoa đàn hương, đặc biệt là Santo 33. Thực ra thì khi mà mình được biết tới Santo Colling nhờ các nền tảng khác nhau, các bạn hỏi rất rất nhiều, thì mình cũng đặt một câu hỏi rằng liệu thực sự những cái sáng tạo của những nhà hương mới mà ở một cái mức giá cao như là Agni Hilo thì nó có đáng tiền mua hay không. Và rồi mình cũng chỉ bỏ ngỏ để đấy. Mình thì khi mà mình tìm hiểu sâu hơn về thế giới mùi hương ấy, thì đa phần những cái sáng tạo bây giờ nó có xu hướng là twist lại một chút của những cái sáng tạo đã nổi tiếng. Nên là mình cũng không quá trông chờ. Nhưng phải nói rằng mọi thứ nó hoàn toàn thay đổi. Nó thay đổi như thế nào ạ? Vào một ngày cách đây khoảng tầm 2 tháng, hôm đó khoảng tầm 23 độ cuối tuần, mình ngồi với bạn Ngọc, cũng là một bạn làm về TikTok review nước hoa. Hôm trước thì cũng có mời lên một cái số podcast của mình rồi, thì Ngọc có cho mình thử Santo Colling. Và thực sự thì mình thay đổi, mình wow. Mình wow ở đây rất nhiều thứ, rất nhiều mặt mà mình thích ở Agni Hilo, và kể cả về phần mùi hương. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy rằng là Agni Hilo, nếu như các bạn mua những chai full như thế này, đây là cái chai gốc của nó nhá, thì các bạn sẽ có một cái hộp xốp. Hộp xốp nghe rất thân thiện với môi trường, đúng không? Đấy là cái đầu tiên mà Agni Hilo, một nhà nước hoa đi sau, có xu hướng hướng tới cái tệp khách hàng là Gen Z, những người để ý hơn đến cái việc bảo vệ môi trường. Thì những cái hộp xốp của Agni Hilo cũng đã gây thiện cảm. Và cái hộp xốp đấy thì trông nó, mặc dù là xốp với nhau, nhưng mà nó rất chắc chắn, và các bạn có thể đẩy bằng hai cái rãnh vào với nhau để chai nước hoa vào giữa, rất là an toàn. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó chính là về cái vòi xịt của nó. Tôi nói thật, cái vòi xịt của Agni Hilo, dù là con nào đi chăng nữa, từ Santo Colling cho đến Fleur Narcotic, rồi đến những cái mùi như là Gouy Mountain, những thứ mà mình đã từng thử qua, thì phải nói rằng vòi xịt của nó như kiểu service của một khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế vậy. Từ cái tiếng, đây tôi cho các bạn nghe tiếng nhá, đây tôi để sát vào đây. Thế cái độ phun sương của cái vòi thực sự nó quá đẳng cấp, xứng đáng hoàn toàn, riêng về phần thiết kế thôi là đã đánh giá 10 trên 10. Từ thiết kế vỏ hộp đến thiết kế chai. Chai thì các bạn muốn nhìn được tên nhá, thì các bạn phải nhìn đằng trước như thế này thì các bạn mới nhìn được cái chữ Santo Colling, và đằng sau nó in ngược. Nếu các bạn nhìn như này thì các bạn sẽ không nhìn thấy được chữ Santo Colling đâu nhá. Đấy, đấy là cái hay nhá. Khi mà Santo Colling vừa mới chạm da của mình, thực sự là mình chưa cảm nhận được mùi hương quá rõ rệt, nhưng mà mình có thể cảm nhận được ngay cái bầu không khí rất là mềm mại vuốt ve trên làn da. Khi mà cái độ tỏa phun sương của vòi nó chạm lên da mình ấy, nó ve vãn, nó nhẹ nhàng uầy hề luôn. Xong rồi tôi đưa tay lên tôi ngửi, cái thứ mà mình cảm nhận được là ok, nó có đàn hương đấy, nhưng mà đàn hương thực sự là chưa quá rõ rệt. Cái thứ mà bạn ngửi thấy rõ nhất ban đầu đó là một cái bay mùi gỗ hơi chua chua. Nó có phần tươi chua, nó giống như kiểu cái phần lõi gỗ khi mà đã được gạt bỏ những cái rác gỗ ở ngoài ra. Sau đó thì các bạn nhận thấy một cái chút hơi kiểu phấn phấn đến từ iris. Mọi thứ nó rất 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 mềm mại và được cọt rũa cực kỳ tròn trịa. Sau đó nếu các bạn ngửi sâu thì các bạn sẽ thấy đàn hương ở phía sau. Đàn hương kem béo nhẹ, chưa lên nổi bật quá. Ban đầu khi mà mình ngửi mùi hương này, mình bảo ui Ngọc ơi, anh nói thật, Santo Colling này thì kể cả là dùng người dùng nước hoa hay là người chưa dùng, chỉ cần mua một chai nước hoa duy nhất có mùi gỗ thôi thì chắc chắn nó sẽ làm cho các bạn gật gù không thể nào chê được. Và mình đã cho mùi hương này kể cả nóc nhà của mình xịt cũng kiểu wow. Còn được nóc nhà của tôi là một trong những người kiểu tôi cũng rất là khó hiểu về gu mùi hương, nhưng mà cũng rất thích. Và một vài người nữa, người ta bảo là ui
mùi sao mượt vãi, không ngửi thấy mùi cồn. Đấy, đấy là những cái chia sẻ của những người không biết gì về nước hoa, thì họ feedback lại một cái cảm nhận như thế. Và nếu như so cái phần top note của chai nước hoa Santo Côn Linh cùng với Le Labo Santo 33 ấy, thì có thể thấy rằng Santo 33 nó là một cái bay mùi gỗ kiểu xưởng cưa hoặc là những cái mùn gỗ rất rõ rệt, có phần gì đó rất gai góc, nam tính, mạnh mẽ. Cái video review Santo 33 thì mình cũng đã làm rồi. Còn ở cái phiên bản của Acne Hilo ấy thì nó là một cái mùi gỗ cực kỳ mềm mại, nó tròn trịa, gọt rũa. Và nếu như để cho các bạn dễ hình dung về hình ảnh của hai mùi hương này với nhau, thì trên góc độ của mình, Santo 33 đó là những cái thân gỗ vừa mới được đưa vào xưởng để bào đi cái lớp gỗ ở ngoài, nó vẫn còn rất nhiều thứ gồ ghề chưa được xử lý kỹ. Còn ở Santo Côn Linh, nó sẽ là một tác phẩm có sử dụng cái sự điệu nghệ của một cái nghệ nhân, họ tạc nên một cái khúc gỗ thành một cái hình hay một tác phẩm nghệ thuật rồi. Và nó đẹp lung linh ngay từ ban đầu, không còn một chút gì nữa để tạo nên độ sần. Tất cả mọi thứ nó được làm mượt, đẹp và được tất cả mọi người công nhận. Thì đấy là cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mình xịt mà mình nghĩ về hai mùi hương này. Nếu như để tìm ra một cái điều để chê về Santo Côn Linh ấy, đó chính là sự biến chuyển của em nó. Santo Côn Linh ở trên da mình nó không biến chuyển quá nhiều, chỉ đơn giản là sau cái phần top note thì các bạn nhận thấy cái nét chua của gỗ tươi nó sẽ mềm mại hơn, nó sẽ gần như là biến mất và sẽ lên đàn hương chủ đạo, ngửi nó lực hơn một chút và nó lên kem béo rõ rệt hơn ở trên một cái lớp phấn phủ ở trên. Còn đối với Santo 33 thì vẫn đang miệt mài thể hiện bản thân. Nó biến chuyển rõ rệt rồi từ những cái mùi gỗ khô, xong rồi sau này nó lên thêm cái bay gỗ vững chãi hơn, ngửi lực hơn và cảm giác là mạnh bạo, nam tính hơn vô cùng nhiều. Còn ở đây không cần màu mè, tại vì đơn giản Santo Côn Linh chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, nó đã được hoàn thiện tất tần tật rồi. Cái việc mà bạn mua Santo Côn Linh về đó là bạn chỉ cần mặc nó lên và nhận những lời khen. Còn đối với mình, Santo 33, bạn cần phải thuần hóa nó, bạn cần phải xem rằng bạn có thực sự hợp với nó hay không. Đây như kiểu là dành cho một tệp người nhỏ, còn đây là dành cho tất cả mọi người nếu như bạn muốn nhận được lời khen. Chỉ đơn giản thế thôi, vô cùng dễ hình dung. Toàn bộ sự biến chuyển của Santo Côn Linh nó hoàn toàn dễ đoán. Và cũng có thể nếu như ai có thể gọi là hơi ghen tị với Santo Côn Linh của Acne Hilo thì người ta sẽ cho rằng là mùi hương này dễ đoán quá, an toàn quá, nó không có gì đặc biệt. Tôi thích Santo 33 hơn bởi cái sự biến chuyển cũng như là độ lực của mùi hương. Ok, đấy là quan điểm của mỗi người thôi. Nên là với mình, nếu như bạn đang tìm một cái thứ gì đó hoàn hảo, tròn trịa mọi thứ thì các bạn có thể mua Acne Hilo Santo Côn Linh. Còn muốn đi chinh phục thì có thể thử Santo 33. Tiếp tới mà một cái mà mình thích nữa ở đây đó chính là về cái concept của Santo Côn Linh. Santo Côn Linh theo như mình đọc nó là sử dụng gỗ đàn hương đến từ Úc, và theo như thương hiệu Acne Hilo chia sẻ đó là mỗi một cây đàn hương được sử dụng để làm nước hoa thì sẽ có hai cây được mọc lên. Đại khái là khi ta chặt một cây thì sẽ có hai cây khác được trồng lên. Cái này thì nghe nó có xu hướng rất là hiện đại, rất là kiểu bảo vệ môi trường xanh, từ cái việc thiết kế chai cho đến cái việc mà chặt một trồng hai, rất ok. Và cái mà mình nhìn thấy ở đây của thương hiệu Acne Hilo nói chung ấy, đó chính là cái việc Acne Hilo rất biết nắm bắt thị trường. Họ biết rằng thị trường đang thiếu cái gì và họ sẽ cung cấp cho thị trường cái đấy. Một mùi hương không cần phải quá là cá tính như là Santo 33, mà chỉ cần một mùi hương nịnh mũi như Santo Côn Linh làm được ở đây, một tác phẩm. Chỉ đơn giản các bạn mua nó về, mặc và các bạn nhận được lời khen. Cái việc các bạn trả thêm giá tiền cao hơn ở đây đó cũng là cái thiết kế chai lọ, vòi xịt nó cũng quá hoàn hảo. Mọi thứ gần như rằng là Santo Côn Linh đáp ứng cực kỳ tốt. Và thêm cái nữa mà mình thích ở một cái thương hiệu rất hiện đại như Acne Hilo, đó chính là cái hiệu năng của chai nước hoa này. Nó lại
có một cái điểm cộng là rất phù hợp với khí hậu của Việt Nam. Santo Côn Linh thì không bung tỏa dữ dội như là ở Santo Ba Ba để gây cái cảm giác khó chịu cho những người xung quanh, mà ngoài cái độ nịnh mũi của em nó thì con này cũng chỉ tỏa khoảng tầm hơn nửa cánh tay đến một cánh tay quay đầu thôi. Còn đối với Santo Ba Ba, hãy cứ vào các bạn nhận được một cái mùi hương nó tỏa phải tầm hơn một cánh tay luôn. Tôi khẳng định với các bạn là như thế. Nhưng cái độ lưu hương của Santo Côn Linh nó lại không hề kém một chút nào nha. Ở trên da mình bền bỉ khoảng tầm 7 đến 8 tiếng là việc mà nó hoàn toàn có thể làm được. Thậm chí rằng những cái chai khác của Ignilo như là Fleur Narcotic, rồi Go Emotion hay là Blue Talisman thì đều thử để thấy hiệu năng của nó rất rất tốt. Đây là cái điều mà có lẽ rằng là chúng ta sẽ thấy rằng ở những cái sáng tạo cũ ngày xưa, những cái sáng tạo lâu rồi, không quá hiện đại hay là những thương hiệu lâu đời thì họ thường là bao giờ bị yếu hơn về một mặt nào đó. Mùi ngon thì hiệu năng lởm thì mùi nó lại cũng lởm đấy. Có nhiều thương hiệu thì giá thành rất cao nhưng mà cái phần mùi hương lại không như mong chờ. Nhưng mà đối với mình, Ignilo là một nhà có thể gọi là đạt cái mức trung bình chuẩn của tất cả các mặt: giá thành, hiệu năng, mùi hương cũng như là tính ứng dụng và thực tế rất rất cao. Vì thế thì Santo Côn Linh mình nghĩ rằng là chắc chắn nó sẽ trở thành quốc dân trong vòng vài năm tới. Và nếu như bạn đang hỏi mình, anh ơi, chai nước hoa này nó sẽ phù hợp với phong cách như thế nào, thì thứ nhất, đối với tôi, Santo Côn Linh nó có phần làm khá mượt mà. Trên da mình thì lên hoa và đàn hương khá rõ, đặc biệt là iris, cái đã cảm giác phấn cùng với cái nét kem béo. Thì con này với mình sẽ chấm khoảng tầm 70% là nữ. Điều đó không có nghĩa là các bạn nam không thể xài được. Mùi hương này thì đối với mình, các bạn nam ăn mặc thứ nhất là vai màu trắng, ăn mặc theo cái hơi hướng kiểu những cái đồ rộng ấy, phong cách kiểu những cái quần ống rộng như thứ, mặc những chiếc áo khoác các thứ gió, thì các bạn có thể mặc cái mùi hương Santo Côn Linh này rất ok. Còn đối với những bạn nữ thì những bạn nữ sẽ có xu hướng mặc những cái đồ nó hơi bay, đồ lụa bồng bềnh một tí. Còn đối với những cái bộ đồ mà nó quá ôm sát body rồi có cái xu hướng là có nhiều đường gấp khúc ấy, để tạo nên cái sự gai góc, cái sự kiểu cá tính ở trong đó, thì mình nghĩ là không phù hợp. Santo Côn Linh thì cứ mặc kiểu cardigan như các thứ thì tôi nghĩ là kiểu vô cùng hợp với mùi hương này luôn. Đấy, vì thế thì rất hợp. À, thêm một cái câu hỏi nữa nhá. Nhiều ông hỏi tôi, anh ơi, Santo Côn Linh có dùng được mùa hè không? Thì câu trả lời vẫn là không. Mùa hè đây quan điểm là trên 35 độ, 32, 33 đến 35 độ đổ lên, thì mình nghĩ rằng là Santo Côn Linh nó sẽ không phù hợp. Dù gì nó vẫn là một cái bay mùi gỗ và có một cái hiệu năng tỏa so với mùa hè khá tốt. Nếu như các bạn có ý định mặc thì các bạn có thể xịt hạn chế về liều lượng. Còn không thì mình nghĩ rằng là hè riêng ở Việt Nam, chúng ta cứ cam chanh trà chủng mà chúng ta quất thôi. Chúng ta đừng chơi gỗ làm cái gì cả. Tại vì tôi thấy có rất nhiều người hỏi tôi, và tôi cũng thấy có một vài người làm cái review là Santo Côn Linh ở trên nước hoa các bạn có thể quay được hàng năm, nhưng mà với thử cái khí hậu ở trong miền Nam hoặc là cái khí hậu 40 độ miền Bắc mùa hè thôi, khẳng định luôn là không thể nào xài được Santo Côn Linh đâu. Cái môi trường đẹp nhất đó chính là vào những ngày trời thu xuân mát mẻ, mùa đông cũng ok. Mùa đông thì cái độ tỏa con này nó sẽ kém hơn một tí. Còn đẹp nhất ở trong môi trường văn phòng thì các bạn có thể mặc được Santo Côn Linh, và chắc chắn đây sẽ là quốc dân. Và nếu như bạn đã từng thử qua em đó thì rất mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Và đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi, nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.